em gái bây giờ nó đang ở đâu? Sao nó lại giết Đức Mát? Cái hũ cốt này á là của thằng kẻm gai. Mày cho tao 3 ngày tìm ra bằng chứng. Nếu không, tao sẽ bắt nó đến trước mặt mày. Hậu tạ 1 tỷ, thằng kẻm gai nó chết chắc. Nếu sau 3 ngày tôi không có thằng kẻm gai thì sao? Thì người nằm trong hũ cốt là tao. Không phải như suy nghĩ đâu. Lúc em tới nó đã chết rồi. Chưa phải tin em. Mày kêu tụi nó lật tung chỗ này cho tao. Đứa nào cản, chém. 13 cản, chém luôn. Giờ này các anh chị tụ tập lên làm gì vậy? Dạ, tụi em hóng mát anh Quân. Rồi mát chưa? Dạ, hơi lạnh rồi anh Quân. Mày đang giữ cái tao cần. Muốn trao đổi á thì tới tìm tao. Tao hứa sẽ cắt ngón tay của mày thật là chậm. Để mày cảm nhận được. Gì chị, tụi em chết mất xác cũng được nữa. Nhưng mà thằng kém gai là thằng nào mà hết lần này tới lần khác chỉ bính vực đó. Đêm nay tôi mà không có kém gai, bà đi nhận xác hai đứa này nha. Bà vì thằng kém gai, bà bỏ hai thằng em mà trong kia. Bà bị điên rồi. Đi bao nhiêu thì giật bao nhiêu. Chị, nhớ thắp cho tôi đẹp cây nhang. Nhà thuốc Đường Hoàng, cứ là lấy tên tiệm thuốc cũng cà kịa trên đường băng của tôi nữa. Đường Hoàng là tên thiệt của người ta, chỉ có tên Đường Băng của ông là tên giả thôi đó, anh Nguyễn Văn Trinh. Hàng mày đứng im cho tao à? Dạ, anh Trinh.